Rồi, đồ cao trường tiến xin chào tất cả quý anh em mừng thủ đến với kênh đồ cao trường tiến của em nha anh em. Đó thì hôm nay giới thiệu tất cả ba anh em là 30 cây cần tay phíp nè. 30 cây cần tay phíp nha. Thì đây em bán cho anh em là anh em lựa hai cây. Đó, lựa thoải mái nha anh em. Lựa thoải mái hai cây em bán cho anh em với giá là 320.000, em bao ship toàn quốc cho anh em. Mua hai cây em mới vận chuyển nha anh em. Còn một cây em sẽ không vận chuyển được, tại vì nói chung ở này em bán một cây em lời có 20.000 thôi. Hai cây là được 40 đó anh em. Đó, phí đóng gói cũng hết 50.000 của em rồi, thì nó còn khoảng là 30.000 một đơn thôi. Đó. Đó anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho anh em số điện thoại 0567 566 766 anh em. Còn hoặc là 0588 887 899. Đó anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi em giới thiệu anh em cây cần đầu tiên. Cây này là một cây cần tây anh em à. Cây này có thông số đây mà mờ anh em, chữ nhật không à. Cây này thì không biết nó dài bao nhiêu. Cây này một lóng nè, hai lóng nè, ba lóng nè, bốn lóng nè, năm lóng nè, sáu lóng nè, bảy lóng nè. Đó, bảy lóng nha anh em. Bảy lóng thì tương đương cây này dài 6,3 m anh em ơi. Dài 6,3 m nha. Ngọn mềm. Chất liệu cần phíp nha. Độ cứng cái này tương đương là 2,5 h thôi. Ngoại hình đẹp anh em. Ngọn mềm và hình đẹp nha. Mới tinh nè. Cây cần rất là mới anh em. Cứng 2,5 h thôi, ngọn dịu. Và cái này mã số nó cây số này là T1 anh em. T1 nặng 332 g, ngọn 1 ly, gốc của nó là 24,3. Ngọn diện ly dữ ta. Ngọn này anh em. Nói chung này trên đầu đây 1 ly nè, còn ở dưới hưng đây nó tầm khoảng 0.7 thôi. Đó. Nếu mà đo chính xác nó chứ 0.7 ly thôi nha anh em. Đó cây cây T1 gốc 24,3. T2 đây. T2 này dài 3,6 m anh em. Cần tây. Chất liệu phíp nha, cần rất là đẹp. Mấy cái này ra cho anh em câu ngon nè. Độ cứng cái này tương đương 2,5 h thôi. 2,5 h thôi. Cây này ngoại hình đẹp anh em, mới tinh nè. Cứng 2,5 h dành cho anh em câu cá chỉ caro, cái dí, cái giò, cái nâu nha. Cầu tài cảm giác. Rồi T2 nè, nặng 134 g, ngọn 0,9 ly, gốc 15,4 nha. T2. T3 đây. T3 cây cần tây nè. Cái này dài của nó 2,7 m thôi. Dài 2,7 m anh em mà. Cần đẹp nha. Ngọn đây, ngọn cứng anh em. Ngọn cứng nè. Cứng cái này tương đương 3,5 h thôi. Cứng 3,5 h nha anh em. Và cái này mã số nó T3 nha, nặng 102 g, ngọn 2 ly 3, gốc 14,5. Cái này cây T3 nha anh em. T4 đây, T4 cái này dài 3,6 m anh em mà. Cần đẹp anh em, mới. Ngọn đây, ngọn dịu nha, cái này mềm, ngọn mềm lắm. Cần mới tinh nè. Hey. Cái này cứng 2,5 h thôi nha, ngọn dịu nha, ngọn mềm, cứng 2,5 h thôi. A xì cái T4 nha anh em, nặng 97 g, ngọn 0.8 ly, gốc 14,6. T4. Cái T5 nè. T5 cây này dài 6,3 m nha, 6,2 m. Cây dài 6,2 m nha anh em. Ngọn đây, ngọn dịu anh em à. Ở đây cái đầu dây nó bị cây này nó bị gãy chút xíu nè. Nó gớt đầu dây rồi. Anh em lấy đem dây gắn đầu lại. Cứng này tương đương 2,5 h thôi, 2,5 h thôi, ngọn dịu lắm nha. Cây này ngọn dịu. Cần đẹp. Cây này mới tinh nè. Nhưng mà ngọn nó hơi mềm anh em. Cây ngọn hơi mềm, ngọn tháp nha. Từ đây trở lên là ngọn tháp sẽ tinh, đây xuống là phíp anh em. Rồi cái này mã số T5 nha. Nặng 382 g, ngọn 0.8 ly, gốc 26 anh em. T5 nha. T6 anh em. T6 này cần tây nè. Cái này dài 36 thôi. Ngọn đây, cái này ngọn cứng nè. Chất liệu phíp.
quên cái đẹp lắm. Độ cứng cái này tương đương là 2h rưỡi 3h thôi, cái này cứng tương đương 2h rưỡi 3h thôi anh em à. Và cái này mã số T6 nha, nặng 129g, ngọn 1-1, gốc 15.4 T6. Cái cây T7 nè, T7 cây này cây cần tây, cây này thì thông số của cần nó không có nè. Cây này của nó là 1 lóng 2 lóng 3 lóng 4 lóng 5 lóng nè, cây này dài 4,5 m nha, dài 4,5 m thôi, chất liệu phíp đúng không? 1 lóng 2 lóng 3 lóng 1 lóng 2 lóng 3 lóng. Đúng rồi, 5 lóng 4,5 m. Cần rất là đẹp anh em, mới cứng 2h cửa 3h thôi. Rồi cái này mã số T7 nha, nặng 167g, ngọn 0.9 ly, lốc 17.8 T7. Cái T8 nè, T8 cái này dài 4,5 m nè, 4,5 m. Quay hình cái đẹp. Ngọn đây. Cây này cứng nó tương đương là 2h rưỡi 3h thôi anh em ạ. Cây cứng tương đương 2h rưỡi nha. Đầu dây thì nó bị mất đầu dây rồi. Mới tanh nè. Cái này mã số T8 anh em ạ, nặng 162g, ngọn 0.9 ly, gốc 18.3 T8 nha. Cái T9 nè, T9 ngay dài của nó 4,5 m nha anh em, cần đẹp, đây có chày, mới, cần mới tinh, ngọn to nè, cái này ngọn to nha, chất liệu phíp, cứng cái này tương đương là 3h rưỡi thôi, cây này 3h rưỡi nha anh em, cây này hơi nói chung là thẳng cần, ngọn to, cứng 3h rưỡi nha. Cây mã số T9 anh em à. Nặng 273g, ngọn 1-8, góc 24 anh em. T9. Cái T10 nè. T10 dài 2,7 m thôi. Cần đẹp. Ngọn đây, ngọn cái này to nha anh em. Ngọn to. Chứ quay hình đẹp. Cây này cứng nó tương đương là tầm khoảng 3h 3h rưỡi thôi. Cây cứng tương đương 3h 3h rưỡi nha anh em. Quay hình đây. Rồi cái này mã số T10 nha. Nặng 93g, ngọn 1-8, góc 16.5 T10. Cái T11 nè, T11 này cây dài, cái này dài 36 nè, dài 36 thôi, chất liệu phíp nha, ngọn mềm, cây này ngọn dịu nè, cây này câu cá cháp cá hành ngon. Đầu cứng cái này tương đương là 2h rưỡi anh em à. Ngọn dịu nha. Cứng 2h rưỡi thôi. Rồi cái này mã số T11 anh em, nặng 114g, ngọn 0.8 ly, góc 15. T14 nha. Cái T15 nè. T15. Đây thì nó bị bay hết chữ rồi. T12 gì kìa. Cái này T11 anh em. Cái này T11 nha, em báo nhầm, cái này T11 nha. Rồi tới qua T12 nè. Cây này nó không có chữ. Cây này nó 1 lóng anh em, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nè. Cây này dài 4,5 m nha anh em. Ngọn dịu. Dài 4,5 m thôi, ngọn dịu nha. Cây cứng tương đương 2h 2h rưỡi anh em. Rồi, nãy em có điện thoại anh em ơi. Ở cái này cứng tương đương 2h rưỡi nha anh em. 2h rưỡi thôi. Đó, cần quần đẹp lắm. Mới tin nè. Nó có chày dăm dăm thôi. Rồi cái này mã số nó T12 nha. Nằm 172g, ngọn 0.8 ly, góc 18.7 nha anh em. T12. T13 nè. T13 cái này dài của nó là 3,2 m nha anh em. Cái này dài 3,2 m nè. Chất liệu phíp.
ngọn đây, ngọn mềm nha. Độ cứng cái này tương đương là, đây em coi, 2h30 nè. Cành tính tương đương 2h30 nha. Đó, 2h30 3h thôi, ngọn dịu nha anh em. Quá đẹp. Và cái này mã số T13 anh em à. Nặng 112g, ngọn 0.6 ly, góc 14.8 nha, T13. Cái T14 nè. T4 cái này dài 3m6 nè, chất liệu phíp nha. Dài 3m6 chất liệu phíp. Ngọn to, cái này ngọn to. Quay hình đẹp nha. Cái này cứng nó tương đương là tầm khoảng 3h30 4h. Cái này cứng 3h30 4h nha anh em. Cái này mã số T12 nè, T14 nè mà, T14 nha. Nặng 152g, ngọn 2 ly 3, góc 18.6. Đến T15 nè. Cây mã T15 dài 2m7 thôi. T15 dài 2m7 nha anh em. Quay hình cái này đẹp. Đây, đầu ngọn to anh em. 2m7 thôi. Cây này cứng nó tương đương là 3h, 3h, 3h30 anh em. Cứng nha. Cái này mã số của nó là T15 anh em. Nặng 78g, ngọn 1 ly 8, góc 15.4 nha. T15. Cái T16 nè. T16 cây này tiếng Nhật thì không, đây là không biết dài nhiều đó anh em. Cây này dài 3m6 anh em à. Nó có dáng với đích nè. Và nó dáng nó ác không. 3m6. Cái này 4 lóng, ngọn to. Cây cứng nó tương đương tầm khoảng 4h nha anh em. 36 cứng tương đương 4h. Ngọn đẹp. Mới. Rồi cái này mã số T16 à. Nặng 175g, ngọn 1 ly 2, góc 19.8 nha. T16. Tới mã T17 nè. Cái này có hình chày. Chày khá nhiều góc nha. Cây này dài của nó là 18, tương đương 5m4 nè. Cây này dài 5m4 hãng Olympic nha. Ở đây nó là cần tay anh em, cần tay dây trong á. Nhưng mà anh em về câu máy nha, câu máy bình thường nha. Đây có cái lỗ đây. Nè. Đó anh em cứ về nè, thấy không? Cây này. Cây này bên Nhật tụi nó không có câu dây trong nữa mà nó gắn dây vô nó câu tay thường nè. Câu bình thường nha, không lỗi nha. Và hình cây này tương đương độ cứng nó khoảng 3h thôi. Ngọn cây này nói chung cũng cần, cây này nó cũng khá là ok á. Nó có chạy nhưng mà không đáng kể đâu. Dài nó 5m4 thôi. Cần đẹp, cứng 3h. Cứng 3h nha anh em. Và cây này mã số nó T17 nè. Nặng 339g, ngọn 2 ly 4, góc của nó 25.9 nha. T17. Rồi tới T18 nè, cây này dài của nó là 36 thôi. T18 dài 36 thôi anh em à. Quá hình đẹp. Cây này đẹp lắm nha, mới tin à. Ngọn to nữa. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 3h30 thôi. Cây cứng tương đương 3h30 nha anh em. Quá hình đẹp. Rồi, cây này mã số nó T18. Nặng 134g, ngọn 1 ly 8, góc 18.7 nha. T18. Tới mã T19 đây. T19 này cây này dài cũng cần là 15 á ta, 4m rưỡi, cây 5 lóng á ta. 1 2 3 4 5, đúng rồi, 5 lóng. Cây này dài 4m rưỡi nha anh em. Ngọn đây. Cây này cần rất đẹp luôn á, mới tin à. Độ cứng cái này tương đương nó là khoảng 3h thôi. Cứng 3h nha anh em. Mới, cái này cũng rất mới. Cái này mã số T19 nha. Nặng 217g, ngọn 1 ly, góc của nó là 20. Mã T19. Rồi tới T20 anh em à. T20 cái dài 2m7 thôi. Chất liệu cần phíp nha. Ngọn đây, cây ngọn khá to á. Độ cứng cái này tương đương 3h, 3h30 thôi.
3h 3h30 nha anh em. Rồi cái này mã số của nó là T20 anh em à. Nặng 92g, ngọn 1 ly 9, góc 15.8, T20 nha. Cái T21 à. T21 bây giờ 36 đó. Chất liệu phíp cần rất đẹp nha anh em. Chất liệu phíp kiền cần rất là đẹp. Ngọn đây. Ngọn nói chung khá là dịu nha. Ngọn dịu cần đẹp lắm mới chát à. Độ cứng cái này tương đương là 3H anh em. Cái này cứng 3H. Rồi cái này mã số T21 anh em à. Nặng 158g, ngọn 0.9 ly, góc 17.8 nha. T21. Cái T22 anh em. T22, cây này thì thông số nó không có nha, nó mờ hết rồi. Cây này của nó là 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. 3 lóng, 4 lóng anh em. Cây này dài chắc cỡ 3m3 thôi. Cây này dài 3m, 3m anh em, cây dài 3m nha. Cây dài 3m anh em ạ. Cứng cái này tương đương 3H nha. Cứng 3H, dài 3m. Ngoại hình cây này chung khá là ngon. Cái này mã số của nó T22 nè, nặng 78g, ngọn 1 ly 1, góc 12.6 nha. Mã T22. Rồi tới T23 lại cần cần tay dây trong anh em. Này, dây trong nó dán à, trước nó có cái bát đây nữa, nhưng mà em tháo bát rồi. Giờ anh em một cây cần tay nguyên bản luôn. Cây này dài của cần là 24, là tương đương 24 x 3 tương đương 7m2 nha anh em. Cái này dài của nó 7, dài nó 7m2 nha em à. Dài 7m2. Chất liệu phíp nha. Cây này chung cứng ngắt luôn, cây này cứng nó tương đương đồng khoảng 3h 3h rưỡi nha. Nhưng mà cần nó dài lắm, cần đẹp mới tin à. Ở bãi nó hơi ca ca ok một tí, nó hơi ồn nha em. Rồi, cây này dài 7m2 thôi. Rồi cái này mã số nó là T23 nha. Nặng của nó là 789g, ngọn 2 ly 8, góc 34.8 nha. T23. Tới T24 cây cần tây nè. Cây này dài không thấy. Cái này nó có cái bát luôn anh em. Bát quấn chỉ á. Bát quấn chỉ anh em. Anh em câu xong rồi trên đầu ngọn nè. Anh em không có cần quấn ở đâu, cắt dây đâu. Cứ để xuống đây anh em quấn chỉ luôn. Ok chưa. Nó có cái bát quấn chỉ nè. Ngọn đây. Gắn đầu vô chơi thôi. Cây này dài của nó 2m7 thôi. Dài 2m7 thôi nha anh em. Chất liệu phíp anh em à. Dài 2m7 thôi. Này là cần tay dây trong anh em. T24, nặng 95g, ngọn 1 ly 8, góc 14.3 nha. Mã T24 anh em à. Tới T25 đây. T25 này dài 4m5 nè. Dài 4m5 nha. Chất liệu phíp, ngoại hình khá là đẹp á. Ngọn đây, ngọn dịu nha. Ngọn dịu. Mới, cây này rất, mấy cây này chung là từng rất là mới nha. Giờ anh em chỉ tút lại thôi. Cây này cứng nó tương đương khoảng 2h rưỡi, 3h thôi. Đây có chày chút xíu. Cứng 2h rưỡi, 3h thôi anh em à. Rồi cây này mã số nó T25 nha. Nặng 186g, ngọn 0.9 ly, góc 21.4 nha. T25. Dài 4m5 thôi. Cái T26 á. T26 cây này thì cái thông số nó không có nè em ơi. Thông số nó không có nha. Cây này nó một số bị rớt rồi. Cây này nó là 1 lóng nè, 2 lóng nè, 3 lóng nè, 4 lóng nè, 5 lóng nè, 6 lóng. Cây này dài 5m4 nha anh em. Cây này dài của nó 5m4 nè, chất liệu nó là phíp anh em à. Chất liệu phíp nha. Cần ngoại hình rất đẹp, mới. Phôi nó là phôi phíp đỏ nè. Mấy cây này phôi dày lắm nha, đánh ngon. Dài 5m dài 5m4 ta, 1 2 3 4 5 6 lóng, đúng rồi 5m4 em ơi. Cái này mã có T26 nha, nặng 329g, ngọn 1 ly 6, góc 27.4 anh em. T26.
Còn tới T27 đây. T27 cây này, cây này chiều dài không thấy anh em ơi. Cây này dài 2m7 quá, ngọn to nè. Dài 2m7 anh em. Cứng này tương đương khoảng 3H thôi. Cây này cứng 3H nha anh em. Cây này cứng 3H thôi. Cây này mã số T27 anh em ạ. Nặng 71g, ngọn 1-9, gốc 13,7 nha. T27. Tới T28 anh em ạ. T28 này, cây này dài 2m7 luôn nha, Made in China nè. Đó, đít đây thì nó sừng 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 anh em. Cây này dài 2m7 thôi. Ngọn nói chung là cũng khá là ok anh em. Cứng cái này tương đương là 3H thôi. Cần đẹp lắm, 2m7. Và cây này mã số nó T28 nha, nặng 68g, ngọn 1-3, gốc 14,5. T28. Tới T29 nè. Cái này dài 3m6 thôi, hãng Daiwa nha anh em. Hãng Daiwa. Ngoại hình đây cũng khá là ok, có chày. Này dính này vảy cá anh em. Cái này vảy cá. Dài 3m6 thôi. Ngọn đây, ngọn cái này cũng khá là to. Ngọn này cũng khá là to anh em à. Đầu cứng cái này tương đương là 3h rưỡi anh em. Cứng tương đương 3h rưỡi thôi nha. Cứng tương đương 3h rưỡi thôi. Cái này mã số nó T29 nha, nặng 118g, ngọn 1-7, gốc 18,5 anh em. T29. Rồi, tới cây tiếp tới cuối cùng là T30 anh em ơi, dài 6m3 nha. Cây này superstar nè. Đó, cần rất là đẹp nha anh em. Mới. Ngọn đây. Cái này đầu ngọn của nó mất dây anh em. Anh em về gắn dây lại nha, đầu ngọn không còn dây nữa. Ngoại hình đẹp lắm, mới tinh nè. Đầu cứng cái này tương đương là 3H thôi. Cứng 3H nha anh em. Cái này cứng tương đương, mấy chỗ này màu màu nè, bên tụi Nhật nó dán vô anh em, chứ nó không phải nguyên bản nha. Nó dán hai màu vô, nó dán vô. Đây, dán. Nó lấy pha keo, cái cước đề canh phản quang nó dán lại nè. Nó dán thêm người phụ nữ nè. Ở anh em không thích về tháo ra nha. Rồi cây cuối cùng này mã của nó là T30 anh em à. Nặng 523g, ngọn 1-1, gốc 30,1 nha. T30. Rồi, đây là 30 mã hàng cần tay phíp anh em. Hai cây là 320.000 em bao ship nha anh em. Rồi anh em nào mua cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nha. Rồi cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.